Xin kính chào quý bà con, thưa quý bà con. Giá cả thị trường phân bón ngày 26 tháng 4 2024, giá phân ure hôm nay tại khu vực miền Tây giảm nhẹ, giá phân bón các loại khác ít biến động, tiếp tục đi ngang. Ở khu vực Tây Nam Bộ, phân ure Cà Mau 408-502, Phú Mỹ 408-500, Bình Điền 407-501, Ninh Bình, Trung Quốc dao động từ 460-500 ngàn. Ure Indo hạt đục, ure Malaysia hạt đục và ure Brunei hạt đục dao động từ 460-500 ngàn đồng. DAB Hồng Hà Xanh 950 ngàn đến 1 triệu. DAB Trung Quốc nâu 64% và DAB Trung Quốc vàng 64% đều dao động từ 803-806. Đình Vũ 750-800. Đức Giang vàng 64% 706-709. DAB Nga đen 64% 803-806. DAB Nga xanh 64% 803-806. DAB ba con cò 1 triệu-1,1 triệu. Hàn Quốc đen 1,1 triệu-1,2 triệu. DAB xanh Tường Phong 804-808. Kali Cà Mau 803-807. Phú Mỹ 803-806. Ba con cò 850-808. Kali Miễn Cà Mau 506-509. Kali Belarus bột 406-409. Israel hạt miễn 502-506. Israel hạt nhuyễn 406-409. Israel trắng 504-508. NBK 16-168. Bình Điền 606-609. Cà Mau 607-701. Phú Mỹ 606-609. Ba con cò 850-900. Việt Nhật 650-609. Saramila Complex 12-11-18 603-608 giấy bào 25 kg. Hàn Quốc 16-168 cộng 9S 600-650. 16-168 TE Việt Nhật 720-750. NBK 20-20-15 ba con cò 807-901. Bình Điền 850-808. Sông Danh 808-902. NBK 20-20-15 TE Bình Điền 1.050.000 tới 1.1 triệu. Phú Mỹ 1 triệu tới 1.050.000. Phân Lân Xích Bê Lân Long Thành 204-206. Lân Văn Điển 209-302. Ở Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, ure Cà Mau 504-507. Phú Mỹ 503-506. Bình Điền 504-507. Ure Hà Bắc 502-506. Ninh Bình, Trung Quốc 502-506. DAB Hồng Hà Xanh 1.050.000 tới 1.1 triệu. DAB Trung Quốc nâu 64% và DAB Trung Quốc vàng 64% đều có giá 803-806. Đình Vũ 720-706. Đức Giang vàng 64% 706-709. Nga đen 64% 803-806. DAB Nga xanh 64% 803-806. Ba con cò 1 triệu-1,1 triệu. Hàn Quốc đen 1,1 triệu-1,2 triệu. NBK 20-20-15 TE Bình Điền 975-1,050.000. 20-20-15 Bình Điền 806-900. 20-20-15 ba con cò 809-902. 20-12-7 TE Bình Điền 900-950. 18-86 Việt Nhật 802-804. 18-86 TE Việt Nhật 803-808. 16-8-14-12S Việt Nhật 850-900. 16-88 Phú Mỹ 708-802. 15-5-10-14S Lào Cai 508-602. 20-12-7 TE Bình Điền 900-950. 19-16 Sông Danh 709-850. 20-66 Ninh Bình 707-802. 13-13 Lâm Thao 708-803. 16-8-16 Phú Mỹ 403-408. 16-88 Lâm Thao 800-850. 12-5-10-14S Lào Cai 508-602. 15-5-20 Sông Danh
750-800, Phần Lân Văn Điển giá 300-330, Lân Lâm Thao 300-330, Lân Đen dao động từ 250-290, NBK 16-168 Bình Điền 690-730, Cà Mau và Phú Mỹ 680-720, Ba Con Cò 890-920, Việt Nhật 670-700, Hà Lan 700-750, Philip Korea 806-900, 16-168 TE Philip Korea 806-900, Cali, Cà Mau 803-807, Phú Mỹ 803-806, Ba Con Cò 850-808, Cali Miễn Cà Mau 508-601, Belarus Bột 408-502, Israel Hạt Miễn 504-508, Israel Hạt Nhuyễn 408-502, Israel Trắng 550-509, SA Nhật 401-450, Trung Quốc 450-408, Đài Loan 402-407. Ở khu vực miền Trung, Ure, Cà Mau 550-508, Phú Mỹ 504-507, Bình Điền 550-508, Hà Bắc 503-507, Ninh Bình 502-506, Trung Quốc 504-508. DAB Hồng Hà Xanh 1.050-1.100.000, Trung Quốc nâu 64% và Trung Quốc vàng 64%, 803-806, Đình Vũ 720-706, Đức Giang vàng 64%, 706-709, Nga đen 64% và Nga xanh 64%, 803-806, Ba Con Cò 1.000.000-1.100.000, Hàn Quốc đen 1.100.000-1.200.000, NBK 20-20-15 song danh 906-908, Sông Hương 1.030.000-1.050.000, Đầu Trâu 907-1.050.000, Bông Lúa 904-908, Ba Con Cò 906-909, NBK 16-168 Bình Điền 609-703, Cà Mau và Phú Mỹ 608-702, Ba Con Cò 809-952, Việt Nhật 607-700, Hà Lan 700-750, NBK khác 16-88 Phú Mỹ 801-850, 15-50-14S Lào Cai 506-601, 20-12-7 TE Bình Điền 900-950, 19-16 Sông Danh 709-850, 20-66 Ninh Bình 609-702, 13-13-13 Lâm Thao 708-803, 16-8-16 Phú Mỹ 707-800, 16-88 Lâm Thao 802-804, 12-5-10-14S Lào Cai 508-602, 15-5-20 Sông Danh 708-802, 20-5-5 Bình Điền 700-704, 17-19-9 TE Phú Mỹ 809-904, 18-4-22 TE Bình Điền 907-1.010.000, 17-7-18 TE Cà Mau 804-808, 17-7-17 TE Cà Mau 850-808, 17-15-9 TE Phú Mỹ 803-807, Phần Cali, Cà Mau 803-807, Phú Mỹ 803-806, Ba Con Cò 850-808, Canada Miễn 602-650, Cali Miễn Cà Mau 508-601, Belarus Bột 408-502, Israel Hạt Miễn 504-508, Israel Bột 408-502, Israel Trắng 550-509, Phần Lân, Lâm Thao 250-209, Lào Cai 204-208, Vân Điển 250-209, Phần Murray Cà Mau 507-600.000, Phú Mỹ 506-509, Bình Điền 506-509, Ure Hà Bắc 507-600, Ninh Bình 550-509 và Trung Quốc là 507-509. DAB Hồng Hà Xanh 1.050-1.100.000, Trung Quốc nâu 64%, Trung Quốc vàng 64%, 803-806, Đình Vũ 702-706, Đức Giang vàng 64%, 706-709, Nga đen 64% và Nga xanh 64%, 803-806, DAB Ba Con Cò 1.000.000-1.100.000, NBK
13 13 13 TE Bình Điền 806 tới 809, 16 68 Việt Nhật 802 tới 850, 16 16 8 TE Việt Nhật 806 tới 809, 16 16 8 Ba Con Cò 809 tới 902, 16 16 8 Phú Mỹ 802 tới 850, 16 16 16 Ba Con Cò 803 tới 808, 16 16 8 Lộc Điền 603 tới 609, 16 88 Phú Mỹ 800 tới 804, 16 88 Lâm Thao 801 tới 850, 16 8 16 Cộng 4S Lâm Thao 804 tới 808, 16 88 Cộng 9S Lâm Thao 804 tới 808, 15 15 15 TE Amoni 406 tới 408, bao 25 kg, 16 16 16 Chaban 502 tới 508, bao 25 kg, 12 5 10 Lộc Điền 500 tới 507, 16 88 Cộng 9S 803 tới 808, 13 13 13 Lâm Thao 504 tới 508, 20 20 15 Sông Danh 1 triệu tới 1 triệu 050, 20 20 15 TE Bình Điền 1 triệu 050 tới 1 triệu 1, Lân Lâm Thao 207 tới 301, Lân Lộc Điền 209 tới 304, Vân Điển 250 tới 208, Cali Cà Mau 803 tới 807, Phú Mỹ 803 tới 806, Ba Con Cò 850 tới 808, Cali Miễn Cà Mau 508 tới 601, Belarus Bột 408 tới 502, Israel Hạt Miễn 504 tới 508, Israel Bột 408 tới 502, Israel Trắng 550 tới 509, giá áp dụng trên mỗi bao 50 kg, mua bằng tiền mặt. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.